Ngũ Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Mái Nhà Chính Chủ Sài Gòn, kênh chuyên review bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh này. Thì hôm nay Ngũ Hoàng đang có mặt tại vị trí là đường tỉnh lộ 10 giao với lại cái đường bi truyền thống này của chú anh chị. Thì hôm nay Ngũ Hoàng sẽ review cho quý chú anh chị mình một cái vị trí ngôi nhà với mức giá mà chủ đang rao là 890 triệu nha của chú anh chị. 890 triệu ha, nhà kết cấu một trệt hai lầu của chú anh chị ha. Hướng này là của chú anh chị mình đi thẳng ra, mình ra quốc lộ 1A nha. Ở đây thì của chú anh chị mình rẽ tay phải là mình đi về cái vị trí ngôi nhà của mình, ở ngay chỗ cái đường bi truyền thống nè. Rẽ tay phải đi về bên Lê Đình Cẩn, hướng về vị trí ngôi nhà của mình ha. Còn hướng ngược lại này nè là cái hướng để của chú anh chị mình đi về khu tên lửa nè. Đó, hướng về bên quận 6 ha, về chợ Bình Trị Đông cũ nha của chú anh chị. Hướng về bên Phú Lâm của chú anh chị nha. Đó, thì cái hướng này là cái hướng để mình đi về cái quận trung tâm nè. Thì cái vị trí ngôi nhà của mình đó là sẽ nằm ở bên trong cái con đường bi truyền thống. Thì bây giờ Ngũ Hoàng sẽ vào review cô chú anh chị mình xem nha. Nhà mình là kết cấu là một trệt hai lầu nha cô chú anh chị, có tổng cộng hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một khoảng không gian để máy giặt, và có khoảng không gian ban công để cho cả nhà mình có thể mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ha. Thì cái đường bi truyền thống này nó có độ rộng là 8 mét nha cô chú anh chị, và đường này là đường trải nhựa ha. Nhà mình thì hẻm xe hơi vào đến tận bên trong nhà của mình luôn. Nhà thì gần ngay chỗ chợ Lê Đình Cẩn luôn, rất là thuận tiện trong cái việc mà mình mua sắm hay cái gì đó cô chú anh chị ha. Rồi ở đây thì có trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 là đầy đủ hết cho cô chú anh chị mình. Với lại rất là thuận tiện, nếu mà cô chú anh chị là mình đi về bên quận 6 thì mình đi đường tỉnh lộ 10, mình đi thẳng hoài là mình sẽ hướng ra Bà Hôm. Bà Hôm mình về vòng xoay Phú Lâm, mình về quận 6 nha cô chú anh chị. Ở hướng này mình đi thẳng là mình ra lên Đình Cẩn nè. Giờ ngoài sẽ rẽ tay trái ở đây nha cô chú anh chị ha. Ở rẽ tay trái ở đây quẹo vô cái hẻm, con hẻm này để đi vào cái vị trí ngôi nhà của mình nè cô chú anh chị. Đó thì cô chú anh chị mình cũng sẽ thấy là một chiếc xe tải nhỏ ha, xe tải 5 kg hay là 1 tấn gì nè. Đó thì hướng này mình đi thẳng luôn. Đó, mình đi thẳng luôn là tới cái vị trí ngôi nhà của mình. Cô chú anh chị mình tới đây á, góc ngã ba này á, cô chú anh chị mình rẽ phải á, thì mình đi về bên đường Lê Đình Cẩn nha. Đó, rẽ phải về đường Lê Đình Cẩn. Còn mình rẽ trái ở đây á thì mình về lại đường tỉnh lộ 10 ha. Và hẻm này là hẻm rộng 4 mét nha quý anh chị, đường trải nhựa rộng 4 mét ha. Thì cái vị trí ngôi nhà của mình đây, căn nhà này ha. Nhà mình hiện tại đang có số nhà là 21/7A đường Lê Đình Cẩn, đường bia truyền thống nha quý anh chị, thuộc khu phố 5 phường Tân Tạo quận Bình Tân ha. Nhà có kết cấu một trệt một lầu và một lầu ở bên trên nữa là hai lầu nha quý anh chị. Và hiện tại thì chủ cũng có làm cái mái che nè, rồi cái lan can nè, rồi ban công nè ha, để cho cả nhà mình có thể mình làm cái xào phơi đồ, mình phơi đồ ở đây ha. Nhà thì chủ có làm hai cái lớp cửa, đó là một lớp cửa sắt có lá bên ngoài và một lớp cửa kính bên trong nha. Đó thì đường ở đây là cô chú anh chị mình thấy không, xe tải vào đến tận trong nhà luôn nè. Ở vị trí xe tải vào đến tận trong nhà mình luôn. Rồi giờ Ngũ Hoàng sẽ mở cửa và review ở bên trong cho cô chú anh chị mình xem. Đây nhà của mình đây cô chú anh chị. Và hiện tại thì chủ ốp gạch xung quanh nè ha. Ốp cái đồng hồ gạch là màu đen nha, ốp xung quanh luôn cô chú anh chị ha. Thì cái đồng hồ điện thì chủ thiết kế để bên ngoài nha. Còn đồng hồ nước của nhà mình đó là chủ thiết kế để bên trong nha. Nhà mình thì có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt có lá bên ngoài và một lớp cửa kính sắt ở bên trong nha. Nhà mình thì cái thềm đường nó sẽ cao hơn. Cái thềm nhà mình sẽ cao hơn so với lại cái thềm đường là khoảng có chừng là 1.5 m nha. Ở xung quanh đây, vị trí đường đi của nhà mình đây, đường này có độ rộng là 4 mét và đường trải nhựa thì cô chú anh chị mình đi xe hơi vào đến tận bên trong nhà của mình được luôn. Ở xung quanh của nhà mình đây, nhà mình thì kích thước ngang 3m35, chiều dài vô trong là 3 mét ha, và nở hậu ra là 4m7 nha cô chú anh chị. Ở tính từ đây nè, mà trải dài vô trong đó là 4m7 ha. Còn cái đoạn đầu của nhà mình là 3m35 cô chú anh chị nha. Nhà mình là nhà nở hậu nha. Ở đây là khoảng không gian bếp của nhà mình nè. Thì bếp thì sẽ có kệ tủ bếp dưới và kệ tủ bếp 2 tầng ở bên trên ha. Bề mặt này bằng đá hoa cương nè, đá mây bồ nha cô chú anh chị. Ở cái này bằng đá mây bồ nha. Rồi khu vực này thì bồn rửa chén cho cô chú anh chị mình sử dụng nè. Bên trong đây thì sẽ có một khoảng không gian toilet nữa ha. Ở toilet ở bên trong thì sẽ có bồn cầu nè,
Rồi lavabo nè, rửa con sôi nè. Rồi vòi sen tắm nè của chú anh chị. Máng treo đồ cũng có sẵn luôn rồi. Cửa thì xài cửa nhôm sinh pha nhôm nha. Cửa thì xài cửa nhôm của chú anh chị. Rồi khoảng không gian nhà mình đây. Khu vực này thì cô chú anh chị mình có thể để được khoảng cỡ chừng là 3 chiếc xe nha. Nếu mà cô chú anh chị mình không sử dụng ở dưới đây thì mình có thể để được 3 chiếc xe thoải mái nha cô chú anh chị. Cái trang thờ thì chủ cũng có thiết kế sẵn của cô chú anh chị mình ở bên trên này luôn rồi. Và ở đây thì có những mấy cái hộc nè. Mấy cái hộc này thì cô chú anh chị mình có thể để những cái vật dụng mà mình không xài tới, hoặc là những cái dụng vật dụng mà mình cần thiết mình thường xuyên lấy á, mình có thể để những cái hộc này ha. Ở cầu thang của nhà mình đi lên đây. Cầu thang thì hiện tại là chủ đang thiết kế là một bề mặt bằng đá hoa cương nha cô chú anh chị. Tay vịn thì bằng sắt nè. Lên bên trên thì sẽ có hai phòng ngủ, ở mỗi lầu thì một phòng và một khoảng không gian toilet cho cô chú anh chị mình sử dụng nha. Ở bên trên có hệ thống đèn led âm và đèn led hợp ở giữa nè. Có quạt nè, quạt treo tường nè cô chú anh chị, ở chủ để lại cho mình luôn. Ở đây thì cô chú anh chị mình có thể để được một cái giường cũng được ở đây nè, cái nệm nhỏ nhỏ cũng được ha, rất là tiện. Có lavabo nè, có gương soi nè. Rồi khu vực này là khu vực để máy giặt nè cô chú anh chị. Đường ống cấp, đường ống xả, ổ điện thì chủ cũng đã thiết kế sẵn hết rồi. Và chủ cũng có thiết kế mấy cái móc để treo đồ cho cô chú anh chị mình sử dụng luôn nè. Nhà rất là mới nha cô chú anh chị. Nhà này thì cô chú anh chị mình vào là mình ở ngay thôi, mình không cần phải sửa chữa gì nữa hết ha. À, nếu mà cái giá cả của chú anh chị mình phù hợp á, mình có thể nghiên cứu cái căn này ha. Tầm tài chính thấp á cô chú anh chị. Lan can thì hiện tại là chủ đang thiết kế bằng sắt ha. Ban công của nhà mình á thì nó có cái độ rộng là khoảng cỡ chừng là 7 tấc á cô chú anh chị. Gạch này là gạch 30, khoảng cỡ chừng là 7 tấc ha. Đó, ban công mình đây. Ở bên trên thì có cái móc treo đồ nè cô chú anh chị. Ở bên trên này thì mình thiết kế móc treo đồ để mình treo đồ ở trên trên này nè, rất là tiện luôn. Rồi cái lối này là để cho cô chú anh chị mình có thể đi lên lầu 2 nè ha. Lầu 2 thì khoảng không gian này mình đi lên nè. Ở đây thì có hệ thống đèn nè. Ở bật cái là rất là sáng luôn cô chú anh chị. Ở cầu thang mình đi lên đây. Chủ đi thiết kế bề mặt bằng đá hoa cương hết luôn, toàn bộ là đá hoa cương. Ở bên trên đây thì sẽ có một phòng ngủ nữa cô chú anh chị mình nha. Đó, bên tay phải của chú anh chị mình là ô cửa sổ nè, có khung bảo vệ bằng inox 304 luôn nè. Ở khoảng không gian đây. Khu vực này là khu vực toilet của nhà mình. Thì có bồn cầu nè, lavabo nè, gương soi nè ha. Vòi sen tắm nè, gạch thì ốp cao ráo lên tới bên trên. Rồi có cái mấy cái móc để mình treo đồ nè cô chú anh chị. Rồi bên trên thì có hệ thống đèn nè. Cửa thì xài cửa nhôm ha. Ở cửa này cũng là cửa nhôm luôn. Ở chủ có để lại cho cô chú anh chị mình có quạt treo tường nữa này nha. Thì bây giờ cũng Hoàng cũng xin thông báo lại cô chú anh chị mình là nhà mình là ngang 3m35 và chiều dài là 3m, nở hậu 4m7, kết cấu một trệt, hai lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và một khoảng không gian để máy giặt, có ban công. Với mức giá mà chủ đang kêu là 890 triệu nha cô chú anh chị, 890 triệu ha. Nhà mình là pháp lý là giấy tay mua bán lập vi bằng, ra văn phòng công chứng thừa phát lại lập vi bằng. Và tất cả các giấy tờ liên quan đến ngôi nhà này thì chủ sẽ bàn giao lại hết cho cô chú anh chị mình nha. Nhà mình thì có đồng hồ điện nước đầy đủ hết cô chú anh chị. Nhà mới và ở ngay, không cần phải tân trang hay sửa chữa gì hết, đẹp. Thì cô chú anh chị nào có quan tâm liên hệ với Hoàng để mình qua mình xem nhà, ưng ý gặp trực tiếp chính chủ để mình thương lượng về cái giá cả nữa ha.
Rồi Ngũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo nha.